cho mây nhớ nhung chất trong lòng, rồi cũng sẽ hóa xa hư không. Dù cho muôn vạn ân tình thắm nồng, rồi cũng biến đi như cơn mộng. Dù đêm hết trái tim hiên dâng người, rồi cũng sẽ sống cô đơn thôi. Dù bao câu thề trên đường đón đợi, rồi cũng sẽ tan như mây trời. Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài, thì thôi muôn kiếp vẫn là con gái. Một mình em và con đường quá dài, người bỏ em buồn đau nơi ấy. Em sẽ âm thầm yêu suốt đời, dù tình đã quá xa tầm tay với. Dù mai kia bàn chân này giá nguội, thành tương đã bơ vơ phương trời. Dù cho mây nhớ nhung chất trong lòng, rồi cũng sẽ hóa xa. Hello, về phần member, hôm nay nóng rừng sẽ làm món bò kho. Để làm món bò kho đó thì các nguyên liệu chúng ta cần có đó là thịt bò đã được ướp với nước tương và ngũ vị hương, cà rốt, sả cay, hỗn hợp bột mì, hành tỏi phi vàng. Ok, bây giờ nấm rơm sẽ xà thịt bò ha. Các bạn lưu ý là hành tỏi phi cho vàng nha, tại quay phim nấm rơm chỉ phi nó hơi chánh sáng thôi. Rồi trong thịt bò đó là các bạn có ướp với nước tương và ngũ vị hương ha. Cái ăn món bò kho này đó là các bạn phải ăn với rau quế đó. Các bạn ăn bánh mì á, ăn với bánh mì và rau húng quế ha, và muối tiêu chanh nữa ha. Và cứ thế là xào cho đến khi thịt nó hơi săn lại đó. Rồi các bạn sẽ cho nước sôi vô và cho sả cay vô. Đó là giờ nấu cho đến lúc mà nó sôi thì hết bọt xong đó thì đậy nắp lại và nấu khoảng 45 phút ha. Tùy theo thịt bò các bạn mua loại mềm hay là loại dai hay là loại cứng á. Nếu mà loại nó hơi cứng thì phải hầm lâu hơn, như khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi vậy đó. Đơn giản thôi. Bây giờ nấm rơm sẽ cho nước vô. Rồi nấm rơm sẽ cho cà cay vô. Rồi các bạn hầm á, các bạn nấu nước sôi, các bạn vớt bọt. Rồi sau đó các bạn đậy nắp lại và hầm khoảng 45 phút. Rồi sau 45 phút thì các bạn vớt cái sả cay này nè, vớt cái sả cay ra và vứt bỏ đi. Đó. Rồi các bạn sẽ cho cà rốt vào vô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nấu cho tới khi nước sôi rồi hớt bọt ha. Đó. Ok, bây giờ món bò kho nó đã sôi lại rồi, bây giờ nấm rơm sẽ hớt bọt ha. Đó, cứ thế mà hớt ha. Cái thịt cho món bò kho này các bạn có thể xài bất cứ loại thịt bò nào mà các bạn thích, như là bò bắp, bò nạm rồi đó, cũng ok hết á. Rồi bây giờ nấm rơm sẽ đậy nắp lại và hầm 45 phút ha. Bây giờ là 3 giờ 12 thì 45 phút là 3 giờ 57 ha. Ok, rồi hạ nhỏ lửa xuống và hầm 45 phút. Lửa khoảng số 8 hoặc là số 5 ha. Cho số 5 rưỡi đi. Đó. Ok, stop. Ok, 45 phút đã trôi qua. Bây giờ nấm rơm sẽ vớt cái sả này bỏ đi. Vớt hết ra ha, cứ thế mà vớt ha. Rồi bây giờ nấm rơm sẽ cho cà rốt vô.
cái cà rốt này nấm rơm xài bê đi cà rốt, các bạn có thể xài các loại cà rốt củ khác ha. Rồi nấm rơm nấu khoảng 5 phút cho cà rốt nó mềm đi. Rồi sau đó nấm rơm sẽ cho cái màu điều đỏ vô. Rồi nấm rơm sẽ cho hỗn hợp bột mì. À, cho cái màu điều đỏ vô rồi nấm rơm sẽ nêm nếp. Rồi sau đó nấm rơm sẽ cho cái hỗn hợp bột mì và nước vô. Ok. Bọc. Ok, 5 phút đã trôi qua, cái cà rốt đã mềm rồi. Bây giờ nấm rơm sẽ nêm nếp. Nêm nếp. Muối, đường, bột ngọt ha. Nêm coi cái điện nặng vừa chưa, rồi chúng ta sẽ nêm bột ngọt, rồi sau đó nêm đường nha. Điện nặng vừa rồi. Các bạn lưu ý nêm muối, các bạn để ý tí là tại vì cái thịt là bò bò kho đó là mình đã có ướp với nước tương rồi là nó cũng hơi nặng rồi. Đường này. Nhục ngọt. Rồi, nêm nếm xong rồi, bây giờ nấm rơm sẽ cho cái dầu điều đỏ vô. Sau đó nấm rơm sẽ cho cái hỗn hợp bột mì và nước vô. Rút kinh nghiệm chế từ từ thôi ha. Thêm một tí nữa ha. Rồi được rồi. Ok, đã xong cái món bạch hà rồi. Bây giờ nấm rơm sẽ trình bày ra dĩa ha. Người có những lúc vui như lúc xuân trong mùa yêu thương. Tình ai đã ngát hoa, ta hãy vui trong tình yêu, chớ lo chi. Rồi, chúng ta sẽ ăn cái rau muối. Chúng ta sẽ ăn với rau quế và muối tiêu chanh. Mà khỏi cái muối tiêu chanh thì nấm rơm quên chuẩn bị cái muối tiêu chanh rồi. Nên thôi đó, đơn giản thôi ha. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn lần tới và nói những món ăn khác. Bye bye, see you next time, bye.
đến mai sau ngàn đời. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't.